Chào các bạn, nay mình làm cái clip mình nói về tạo mầm sầu riêng đang giao cho khách chứ không phải tạo mầm ngoài vườn. Anh lính của mình anh đang ghi một gói là 200 lít nước. Các bạn thấy không? Để mình quay lại. Đây, một gói này 200 lít nước. Cái MKB này các bạn 70.000 một ký nha. Phun không cháy lá. Này sầu riêng quên, này sầu riêng chanh phun vẫn được, xài phun vẫn được. Một ký này 200 lít nước đang tạo mầm cho sầu riêng. Anh này lấy ít lắm, chỉ lấy có khoảng 20 phi hả? Có 20 phi thôi nha. Rồi. 200 lít nước một ký MKB cộng với gì? Cộng với cái combi của Hoàng Dũng là cái này 25.000 gói này xài 200 lít nước với cái gì? Với cái quèo bò tét quèo bò tét, hàng này của anh gì quên mất tiêu rồi, anh SCL của hàng Italia sản xuất, không thành phát, không tối tại Việt Nam, hàm lượng lân và kali mất tiêu rồi. Nói chung hàm lượng lân này là 25% và kali là 26%. Rồi nó chỉ vậy thôi. Rồi bao này hả? Bao này hả? 10 triệu một bao. Thổi thổi dạ. Bao này 10 triệu một bao. Thổi thổi. Bán giá vậy đó. Bao này các bạn, 10 triệu một bao, xài 250g cho 200 lít nước. Rồi. Đó là lần 1. Rồi lần 2. Lần 2 tạo mầm là gì? Tạo mầm lần 2 là lần 86. Đi chung với thằng lần đỏ. Lần 86 400 lít nước, 120.000 ký. Lần đỏ này 60.000 chai, 200 lít nước, còn kia là 400 lít nước ha. Cộng gì? Cộng với well bo test tạo mầm lần 2, khỏi cần kiếp gì hết, chơi hàng cao cấp như vậy. Lặp lại nè, lần 86 là 120 ha, còn hàng lần đỏ là 60 ngàn nha. Đây chai nè, nhãn mát nè, trên sầu riêng nha các bạn chứ không phải trên chanh, cũng như phun chanh vẫn được. Rồi còn về cộng gì? Cộng với well bo test Ferti Global, hàng của Thông Thành Phát phân phối tại Việt Nam, công ty SCL Italia không sản xuất tại Ý, nhập nguyên zin về 10 triệu một bao. 10 triệu một bao, mày vô bán giá vậy đó. Nó vậy chứ bao này mình bán có nhiêu nhỉ? 2 triệu. Để coi coi mình bán là 45 20 900, 1.8 triệu nè. Nó vậy chứ mình bán bao này 1.8 triệu ha, 1.8 triệu, xài nhiêu lít nước? 250g cho 200 lít nước, bao này xài 4.000 lít nước. Rồi cảm ơn các bạn làm clip vui vẻ vậy thôi ha. Rồi tạo mầm 2 lần. Rồi, cảm ơn các bạn. Bao nhiêu rồi?